do nhện độc cắn để trở thành Spider-Man, cậu bé 8 tuổi nhập viện nguy kịch. Một sự việc cực kỳ hy hữu mới đây xảy ra khiến nhiều người phải bó tay khi cậu bé 8 tuổi vì quá mê nhân vật siêu anh hùng Spider-Man mà tự cho nhện độc cắn, dẫn đến nhập viện nguy kịch. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Vichuloma, tỉnh Oruro của quốc gia Nam Mỹ Bolivia. Lúc này, cậu bé 8 tuổi đang chơi bên con sông gần nhà thì phát hiện một con nhện đen ở dưới tảng đá. Không nhận thức được rằng đó là loài nhện cực độc, cậu bé đã đặt con nhện lên tay, hy vọng bị cắn để có siêu năng lực như Spider-Man. Sau khi bị nhện cắn, cậu bé đã đựng nó trong một chiếc ly và về nhà. Ban đầu, cậu bé không kể cha mẹ về vụ việc, nhưng khoảng 3 giờ sau, cậu bé bắt đầu cảm thấy cơ thể đau nhức và co thắt cơ bắp dữ dội. Khi được mẹ hỏi, cậu bé mới nói với mẹ rằng mình đã bị một con nhện nhiều màu sắc cắn. Ngay lập tức, người mẹ đưa con đến bệnh viện đa khoa San Juan de Dios ở thành phố Oruro để cấp cứu. Bác sĩ xác định cháu bị nhện quá phụ đen cắn. Loài nhện này không những không giúp con người trở thành người nhện, mà ngược lại khiến tính mạng của cậu bé trở nên nguy kịch. May mắn các bác sĩ đã dùng thuốc chống nọc độc để điều trị và cậu bé đã ổn định sau nửa giờ. Chia sẻ với báo chí, mẹ của cậu bé xác nhận rằng con trai là người hâm mộ cuồng nhiệt của nhân vật người nhện trong phim và chính đứa con đã thừa nhận rằng mình cố tình cho nhện cắn để biến thành Spider-Man. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.